Lễ hội ẩm thực đường phố Hà Nội 2018 được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9. Với hàng ngàn món ăn đến từ các quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Ngoài những món ăn hấp dẫn, các bạn còn có cơ hội dạo quanh khu mua sắm với hơn 100 thương hiệu thời trang cùng hàng ngàn cuốn sách thú vị. Mình rất là thích, bởi vì là ngoài đồ ăn này, mình hợp với sở thích của mình thì có đồ, quần áo và sách. Mình cũng đặc biệt rất là thích sách thì mình đã mua quyển đấy. Triển lãm hoa lư ở đây rất là đa dạng và phong phú, ngoài ẩm thực ra còn có cả sách, các trò chơi và thời trang nữa. Và thời trang là một trong những cái mà mình thích nhất ở đây. Có rất nhiều món đồ ưng ý và mình vẫn đang muốn tiếp tục mua sắm tiếp đây. Em thấy rất là hay ạ, bởi vì là có rất nhiều món ăn kiểu không tìm, khi mà nếu mà mình bình thường thì mình phải đi rất nhiều nơi để ăn, nhưng mà có cái này thì mình chỉ cần đến một chỗ thôi thì mình có thể ăn được rất nhiều món. Sự kiện ẩm thực đường phố 2018 không chỉ là sự kiện văn hóa cuối tuần tại Hà Nội mà còn là nơi các bạn tụ tập, vui chơi trong dịp hè, mua sắm và các bạn sẽ như được lạc vào thiên đường dưới hạ giới, có mùi thơm nức của các món ăn hấp dẫn, có những bộ cánh thời trang đặc sắc, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm thú vị những ngày cuối tuần.